Ủa em tưởng thằng Hợi là nó thuộc càng chứ thầy. Không có. Thằng Hợi nó không thuộc càng, càng là kim. Tại vì tắc kia nó có hai thằng gần nhau thôi, hai thằng này là một thằng. Là đồ, đồ hai thằng này một thằng, hai thằng này một thằng. Hai thằng này với thằng Thiền một thằng, còn lại hết là thổ hết, xong. Nói vậy là xong rồi đó. Nó phải vẽ làm thuộc rồi, mình nghĩ là sau này nha, khi bắt đầu nó vô nó. Cái này thuộc thổ hay thuộc kim nhá, cha coi là này, người ta không có dụ như này càng, cái này là kim. Thì kim nó khắc gì ở dưới này, nếu mà nó khắc kim khắc mộc thì hai cái vẽ thì nó đối lập nhau, bắt đầu sẽ giải. Bởi vì không biết là nửa vô cái này. Thầy ấy thầy, thằng Cấn với thằng Khôn là thầy nói là thuộc thổ. Ờ thổ. Thì lúc đó là như là thằng Dần với không đừng nói vô cái nào cái đó đừng lộn, tại nhập hai cái bản ra chứ tách rồi ra. Đừng lấy thằng này đổ như thằng kia lấy bít gà đổ đưa cho cái dịch biết lộn chết mẹ. Cái này là 12 giờ, 12 chục giờ ngũ hành là cái gì vẽ bản riêng, thầy nhắc lại cho nó đỡ đỡ mất công á. Chứ không thằng hai bản là thầy tách ra hai cái tách ra. Nhưng mà tại vì mình vẽ cái gì để mình dễ nhớ, còn tách ra khó nhớ, lúc đó mình dày là mới tách ra mà tách ra mà. Đó, tách ra thì mình phải đi ra dày cho nó đồ như thế nè, tí sủ rồi chép nó ra, mà nó ra cái bản, con tôi ngồi học cái bản thì chắc chết. Thì tỷ ngọ mùi thần dậu tốt chép cái bản nó ra, chìm xong cái bản rồi, cái bản nó bao nhiêu là bản ghi nhớ thôi, tí sủ ra này. Tí sổ tỷ nè tỷ đôi rồi mão thêm mùi thêm mùi thêm hai thằng này nè à, thằng mọc nè nè mọc nè vậy thôi mùi thêm mẹo trên này mọc nè mọc nè đó cứ ghi chép lại nó các bạn trong cô vừa học các bạn là sao bột chết rồi rồi mình đã cái bộ não đã giỏm rồi còn học theo cái đống nó chết chết. Mình phải tiêu cách một thuộc, nó ở đây là mẹ cũng là mão với thìn nè, hai thằng này là thuộc mộc, đó, này mộc, với mộc đồ, tập mộc, mộc, xong cái thằng này là ngọ chữ mùi, ngọ mùi, hai thằng này là thuộc hỏa, đó, rồi thằng thân thuộc thổ rồi. Như cái thổ vô mấy người còn lại thổ có màu xanh viết cho nó bảo luôn xanh viết một thổ gần thổ gần đây là thổ này thân thổ luôn này thức đá bạc dậu tốt cạn dậu tốt là kiếm nhờ các bạn nó mới vẽ ra rồi lúc đó mình đừng có lấy cái này soi quá nha rồi hợi thổ hết rồi thổ đủ hết rồi đâu còn thiếu gì nữa em đủ năm thành cho 12 con thú rồi đó 12 cái gì chứ 12 con thú đó rồi lắc rồi cái mắt quá như vậy càng là cái gì càng cái nè càng là rồi. Càng cái này không cái này đâu đây là càng nè càng đây ôm càng là gì kiếm đi kiếm đi đây rồi lớn con này rồi này càng chấm càng đoài họ cái ghi bắt đầu các bạn nó ghi cái chất đoài đoài kiếm kiếm không còn nữa rồi cái mấy người nó giỏi nó nói cái gì kiếm chưa không biết sao chả nói hay vậy chắc chắn bó các bạn là chắc nói nhiều người lúc gì cũng lý giải quẻ nó kim kim nhiều loại cho mình lộn sao nào cả mình không biết rồi ly là hòa nè chấm mộc nè hòa có cái kim các bạn ngũ hành là mộc tố mộc luôn thảm thủy nè cấn khôn là mộc khôn là thổ cấn là thổ khôn thổ khó ra ra hết ngoài đó nó kia cái bản này mình vẽ hai cái bản để nó còn bắt đầu vô cái bản mà dạy vẽ mình nói này mình đoán rõ ràng không có cái bản này thì chạy lúc nó lộn thang nào lên tại cái nó lộn xộn lắm á mình không có tập ra ngũ hành là nó dính tới cái gì ngũ hành dính sức khỏe ngũ hành nó dính tới
kim loại rồi kim khắc khẩu cổ khắc kim lúc còn mới học kim sinh kim khắc thì nó ra cái quẻ trên có khắc quẻ dưới không rồi mới biết hai cái quái nó khác nhau. Cái quái cũng là cái quái cũng là có tính ngũ hành không, hai cái trên dưới có khác nhau không thì phải coi cái ngũ hành. Cho nên bây giờ đầu khi vô cái quẻ nó sẽ ra cái gì đó là xong đó, bây giờ vô cái quẻ nó gồm sẽ cho ta cái thủy rồi gì thủy sửu ký sổ thủy không? Thủy này chép thì cái bản mình tròn nó ra cái đó, bởi cái dòng này tiếng lạc thư nó ra hết cái gốc nó nằm ở công thức cái biến nó nằm ở cái lạc thư một cái lạc vào cái coi bó cũng lấy con số trong lạc thư ra cũng là một ba là cái gan mà ký sổ thật do đó những cái này nó cũng là giải lý của cái số này, tức là giải lý về khí khí hóa của cái khí của các bạn là từ mình nó có một con số, còn cái này nhiên vô hình cũng đứng dụng là cái khí nó là nó vô hình mà nó có những đặc tính, tám đặc tính quá với năm cái đặc tính rồi nó có những cái tính gì chi tức là 10 mấy cái giờ nào xảy ra cái gì thì nó phải đặt con số đó. Sau cái bản nữa là cái giờ của 12 con thú là nó cũng theo cái từ từ 1 đến 12 như cái đó để dàn là còn vô là cái viết cái phần thứ ba là phần cái địa chỉ thứ tự này là đúng thứ tự của số học bình thường một mấy cái này thuộc ngay khi nữa mình đi vô quẻ mở ra không hiểu hết những con số này là số học của nó thì khi nó nói ví dụ là tí là số một ví dụ vậy tí nè số dần thì những con số người ta lấy từ đây là vô từ đây là đưa vô đây mấy cái số này cũng vô vô cái này để mới đưa vô làm thương định xử lý á. Thiên là số 1 mình bắt đầu đưa vô hành thì cái này đưa vô bản ngũ hành xử lý thành ra nó lúc đó mình phải thuộc luôn hai cái bản ngũ hành tương sinh tương khắc để bắt đầu mình giải cái quẻ là ngũ hành tương sinh tương khắc phải thuộc. Tại vì những cái số này nó sẽ biến thành vô đây, nó giải ra con số, cái số nó ra, nó chi rồi nó ra trở lại những số mấy bậc để thuộc cái ngũ hành, xong thuộc cái số, các cái số này của các con số của quái, con số của 12 giờ thuộc những lắc hồi là những con số nó biến thành số, mình cộng tới cộng luôn, ra cái tổng kết là ra con số, lấy cái số xuyên vượt trở lại lý giải ra hết nè cái số này địa chi dùng tí là cái số 1 càng là cũng phải số 1 không càng cũng là như phải thổ ba cái này tự nhiên nó lúc mình giải lý bằng ngũ hành lúc mình giải lý bằng con số là phải đưa vào từ đó mình bắt đầu thuộc hết mấy bạn nữa. Số là ngũ hành trong 12 giờ cái này hành nó là cái gì quái hành là cái gì đó là nó luôn luôn con số và cái khí, có số và khí đi cặp, ngũ hành cũng có khí, đó, tất cả cái dương âm dương tức là vật chất và vô hình phải luôn luôn song song để thuộc hết. Khi cần á, vật chất là bắt đầu hình thành là chất lạ đó, còn khí thì chúng ta không thấy, nó còn hình thành, con tế con trộn ra là nó hình thành vật chất, tức là nó thành con số ra sinh ra vật chất. Đó là những cái này phụ thuộc ra, cái bản này phụ thuộc vào một này. 2, 3, 4 được. Còn mấy cái bạn này thuộc hết nha. Bắt đầu giờ vô cái phân. Thầy nói cái nào là số, cái là khí. Số nè. Nên số nè. Khí là cái tên, là kim càng khí. Kim càng là khí. Mấy cái số khí nó là số là vật chất. Khí là số là những cái số vật chất không nè. Số này thôi mình thấy được, mình đếm được. Con kia sao đếm? Cái kia càng không mấy. Càng số nào? Sao? Đắt còn nó càng lên số 1 thành vô tôi tính toán rồi nó ra con số tổng quá. Thầy vậy cái 8 số của quẻ đó, thì nó so với cái số của 12 con giáp đó là 2 cái giờ em thuộc cái bản này chưa đắt còn tôi bắt đầu vô tôi phân quẻ quả không ý là em hỏi nó có liên quan nhau cái gì hay là hai cái số nó khác nhau cái nào cái số của 8 quẻ với lại số của 12 con giáp khác nó anh cứ lấy con số cái số này là số nó sẽ dùng lạc thương nó xử chưa biết không cần đừng có lấy cái này so với cái này lấy đi con tí với cái càng thủy bây giờ hãy nói cái tí là lấy biến thành số một nó thành con này nhưng mà cái lạc thư có chín có tới số 9 là hết rồi con này tới số 12 luôn rồi 12 là
Đặt địa chi mà nó địa chi cái 12 giờ của mày đi đâu ngủ khác rồi, nó nói cái bắt quá nữa, nó lộn quá rồi. Cái đầu mày phải đứng đứng mày đứng hướng nào, đứng con gà hay đứng con vịt, cái đầu tư duy bây giờ đứng mày quái thì mày biết quái thôi đúng không? Không thầy vừa mới so sánh vừa cái lạc thư với lại cái 12 cái hôn giáp thì bây giờ mày cái thuộc cái này chưa lắc rồi bắt đầu tao giải nè, vô quái không tôi biến nó thành cái bản này tao xử nè. Đó là toàn là dân toán học không đó, dân toán học nó xử đó. Nếu anh không có tư chức toán học nó biến nó xử là bây giờ nó lọc ra, bây giờ nó biến thành cái cách để nó giải ra nè. Tức là nó cái ông đầu tiên ông Kim Phòng ông nghĩ là cái này làm sao mà tôi bán là giác nộp phải buộc một cái phương trình nào có phương trình mà không biết nè, không phải thuộc lầu nó vào thuộc hết các bạn này phải chép lại nha, nó hồi xảy ra bây giờ bắt đầu cơ hội nào mình thấy 1 2 3 theo nghĩ nè rồi 4 5 bây giờ bắt đầu Kim Phòng nó mới nghĩ cách làm sao nó biến cái những cái này thành cái bản này đó, còn lấy bạn lúc này bạn ba cái đồng tiền số dương này là 3, số âm 2 thì một đồng tiền mà dương là số 3, đồng tiền âm là số 2 đó. Bây giờ để ý nha, nó có 3 đồng tiền, bây giờ bắt đầu 3 đồng tiền nó có quyền quy định nha, thì hai cái này tặng thành số 5 rồi chưa biết à, mỗi đoạn hết là số dương mình coi tặng thành số là số 3 còn lại số 2 không. Bây giờ mình xử lý nha, 3 đồng tiền cùng mà dương hết thì nè 3 3 nếu lần 3 cái mặt nữa dương tắt 3 3 cộng là số 9 thấy không, bắt đầu đi dính vào là thương này. Bây giờ nếu mà cái này gọi là 3 mình quy định nè, ngửa sắc là do mình quy định không không bắt buộc ngửa sắc, ngửa như dương đi thì cái này 3 cái ngửa là 9 đấy, 3 cái sắc đó, bây giờ 3 cái ngửa ba đồng tiền nó ngược cùng lúc, được ba đồng tiền nó âm cùng lúc, cứ như viết ra được. Thì cái này là số số sau, còn hai trường hợp nếu mà tôi thấy có một trường hợp là có hai số 2, một số 3 nó chỉ xảy ra vậy thôi. Rồi này hai số 3, một số 2 nếu mà lắc đồng tiền nó sẽ xảy ra trường hợp này, là cộng lại là 7 nữa. Đó, theo thành cái bảng hồi nãy 56 7 8 9 hiện đuôi sau rồi nó biến rồi đó. Hay là thành nó lắc tiền nó đẻ ra 46 ra cái biến thành cái biến này. Biến này nó nằm trong đâu trong này. Đó, thành cuối cùng khi ông dùng 3 đồng tiền lắc hiện đủ hết số trong rạc thư. Thành ra lắc được tiền chính là bản rạc thư. Về tự suy nghĩ tại sao không đi được vậy? Tự đó ra bắt đầu ra rạc thư. Bây giờ mình xếp theo thứ tự là 6 cái thức chính. Số 3 thế này. Nó ra có thứ tự lắm rồi. 3 số 3 thế này. Đó. Chính bỏ thành thêm. Đó, họ bắt đầu. Chỉ lắp đồng tiền bàn thôi. Tại vì nói, đây nè. Bắt đồng tiền này không làm thử, không thấy ra cái này. Ra bàn thử, rồi nó lắp, rồi nó đang quánh cái số 3. Tức là cứ gieo ghẻ nó. Nó có 4 kết quả này, tổng hết là không còn kết quả này. Có 4 kết quả. Đó. Một bí quyết đầu tiên tức là đồng tiền sẽ cho chúng ta làm thành thành cái quái, làm cái quái tức là ra sáu vật. Đó, giờ vô bắt đầu làm sao ra sáu vật. Bắt đầu mình tìm ra đó tiền nó có chứng mật cho bạn. Trừ tức là những cái biến nhỏ sang biến lớn, tức là chỉ cần 3 cái số này nó biến nó ra hết 10 con số. 10 con số này cái nhớ lên hàng tỷ. Thì tất cả thế gian chuyện gì hiện ra thì ba thằng này nó sẽ làm ra kết quả đó. Thành ra chắc chắn nó sẽ đúng, để nó tự lực ra là thúc hết. Đó. Bây giờ bắt đầu coi. Tức là bây giờ tức là gieo ấy, tức là cái đồng tiền thảy lên. Còn cái thảy này, nam nữ mấy cái đó độc sắc có hết rồi, bây giờ tại sao cái nền lý luận văn học nó ra các bạn kia, bây giờ làm sao ra các bạn kia đó. Bây giờ mình biết âm dương là gì, âm là gì, dương là âm là gì, sao ra rồi mà cái này là gì?
dương này, hai thằng âm này. Âm là thắng thì thằng âm còn một đặt nó đặt khi mình lắp con điện này có thể tìm ra một đặt mà cái số lần sẽ là 6 lần tại muốn có 6 cái bàn điện gieo quẻ 6 lần tức là thay con điện mỗi lần lớn nó sẽ sanh ra cái trường hợp này thì vẽ nếu 6 lần mà dương hết thì nó là vậy thế mà đó bây giờ sẽ ra đó cái cờ cày nó để ra ra các bạn rồi tôi lấy cái mảng này tôi ra sau cũng phải ra xem kết luận chung kết luận chung của quẻ người gọi là quẻ góc tức là từ cái sanh ra thì chưa vẽ rồi đó nó là bắt đầu ha tức là đừng gieo thì cái cây chỉ có những trường hợp đặc biệt chỗ này là tại nó có cái này nên là cũng nhiều là dương cái này là dưới là dương rồi thấy không còn thằng này nó sẽ thêm thằng dương thằng này nó gọi là ha, cái dương là cái này là gọi là dương mà nó của cửa là dương động đặt tên thằng này âm động thì sau cái âm động nó sẽ hãy gọi âm động biến thành dương dương động biến thành âm động nó sẽ quy định vậy bây giờ mình biết thì biết nguyên tắc cái điều xong để đó học đó đó là khi gieo trong thông tiền còn ngoài ra những gieo dương thì nó ra trụ này chỉ bốn lần như vậy có thêm hai lần mà cộng cộng nó sẽ ra trụ quẻ tức là tao nhờ tao sau gieo sáu quẻ sáu lần lắc gieo là tổng gieo nó sẽ cho tao cái bảng này tức là tao tìm được quẻ rồi đó là theo con số gieo quẻ theo con số con số dương âm hiện ra cái này bây giờ gieo quẻ theo thời gian đó, hai cái đó bắt đầu chưa cái đưa vô cái đang nói về kỹ thuật để kiếm làm sao hình thành này cho tao bây giờ cũng là cái nhất này lấy phương tiện để tạo ra cái này thì trong vùng tiền nó có dương âm nó ra thì quy định này, không? Thì cái quy định là ai muốn mặc cửa đồng số mới kể mình lấy cái đồng tiền có khi mặc là hai mặt khác nhau vậy ba đồng tiền mà gieo sáu lần thì ra sáu cái bạc mỗi lần nó có một bạc nè một lần nó ra nhặt nè một lần ra cả ngày bốn bạc còn những trường hợp kia nó giống nhau rồi ngày bốn lần mình theo giao hai lần nó ra sáu bạc đó bây giờ nó cầm ba đồng tiền nó lắc đi hai nó có bốn trường hợp xảy ra bốn kết quả xảy ra cho em hỏi thì cứ hỏi hai là sáu là chẵn là âm ở đây không có cái này để nó tìm ra cái bí mật khi những con số này nó ra cái bảng đủ số đặc phân cho này do đó cũng mới gieo vẽ kính hết cái bảng là tư không có ra ngoài bảng là tư thì nó sẽ chính xác 1, 3, 5 tất cả nó làm cái này đủ chỉ cần ba đồng tiền mà nó đủ hết lắm đủ số đặc phân của một ý em nói đó là hồi nãy mình quy định là số ba là dương số hai là hồi nãy là một dương ba dương năm dương nhưng mà cái ba càng ngày cái tốt xanh với thằng kia thì lấy này chuẩn này để gieo ba ba đồng tiền đầu tiên là 1, 2, 3 này hay là chia hai ba hai thằng sau thằng này là một thằng miếng không tính đâu chỉ là một dương ba dương hai thằng này là thằng miếng mà còn thằng này đâu có phí bất dịch lấy sàn chứ bất dịch cái sàn hai thằng miếng chứ tôi đem lấy cái thằng bất dịch bất thầy... dịch là được đụng cho nó sao thầy chỉ số 7 với số 9 là âm không cần biết hai cái này đi cộng lại tức là chi tiêu tiền bốn con số này hiện ra không cần quan tâm đến sao đúng không tức là chỉ cần con số 2, số 3 thôi mà gieo thì nó đủ nó ra cái bảng này tức là khi hai cái tổ qua như vậy nó ra đủ con số từ 2, 3 nó biến thì nó ra 10 chữ hai lần chỉ có hai cái này gieo nó ra đủ thì một cái 10 tức là ra hết 10 trường hợp xảy ra gieo nó xảy ra tất cả 10 trường hợp đủ bảng này tức là chính thôi chính tức là nó hình thành cái bụng của con mà bụng con nhỏ nhất ở cái bụng này nó nở rộng lên thành ra tất cả những chuyện trăm chuyện sau này đó là cái góc đường đó là bởi vì cái nhỏ tấm học hiểu này bây giờ làm sao đẻ ra hết cái này bây giờ lấy hết số này thì chắc nhất nhức đầu quá đi có lẽ ba ngày nó đẻ ra đủ chuyện con số rồi tắt lắc ra đủ mất sao con số thì mặt đồng tiền như khắc con số đi cái cộng cho nó ra hết mỗi đồng tiền là số 2, số 3 thấy không để ý nha chỉ là có ba đồng tiền nhưng ba đồng tiền nó có hai mặt
đầu tiên là bốn hai mặt, dương đó là ba, mặt âm là hai. Thì hãy ra mặt dương là lấy số ba, có ba đầu tiên. Mà mỗi đồng tiền có hai mặt, mà mỗi mặt là một số 3, một số 2. Cái thầy quy định là số lẻ là dương, còn số chẵn âm, nhưng mà chỗ số 7 thầy gặp là âm. Không, cái này tôi nói nhờ cái gieo cái này nó mới phát sinh ra cái con số này, không quan tâm tới chuyện là còn 2.